ngày 18 tháng 10, xác nhận từ trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và phòng giáo dục đào tạo quận Tân Bình, cô S, giáo viên đánh gãy xương ngón tay học sinh vào hôm ngày 4 tháng 10, đã nhận quyết định kỷ luật theo hình thức cảnh cáo. Quyết định kỷ luật bắt đầu áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, thời gian kỷ luật trong vòng 12 tháng. Nguyên nhân áp dụng hình thức kỷ luật nói trên là do giáo viên có hành vi chưa chuẩn mực, gây thương tích cho học sinh. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên giáo viên này có hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, nên hội đồng kỷ luật quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 10, đi học về, một học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nói với phụ huynh bị đau nhiều ở bàn tay phải do bị giáo viên chủ nhiệm dùng cây gõ nhạc cụ đánh vào mu bàn tay trong sáng cùng ngày. Kết quả chụp X quang cho thấy, em bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón thứ tư bàn tay phải.